Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi. Hôm nay mình sẽ quay về hỏa lực đi phá cái map E cho anh em xem nhá. Mà mới chỉ xuống. Trời ơi. Trong trường học lại ít thế này. À, thằng nào bắn đấy. Rồi, hai ông. Người phải làm hết đây anh em ạ. Trời ơi, xuống chậm lại còn xuống gần mình nữa. Bên này đi kiểu có tính chất này anh em ạ. Ngay phía trước mặt thì sao này? Đúng rồi. Lát người. Bạn chạy đi đâu? Khựa 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 Hồng Kông. Bên kia vẫn còn tiếng chân đấy. Chả biết là bot hay người. Để mà phá cái phòng này thì 6 lòng vẫn là khó nhất rồi anh em ạ. Sau đó thì mới tới bazooka. Bazooka thì phá cũng ok nhưng mà cái thời gian thay lại nó lâu lắm. Cái này thì sấy đúc một tôn nổ luôn. Bên kia. Thấy rồi này. Ui rồi ôi chết luôn. Phía lúc nãy chỗ gần chung cư trường học thì có con xe tăng. Mà mình lại không có dụng cụ đồ đạc gì để phá con xe tăng đấy. Nên thôi tốt nhất là cứ ra chạm luôn cho nhanh. Úi dồi ôi, gì mà gấp thế bạn ơi. Đợi tôi tí. Xe tăng này. Thôi được, bên đây có tiếng chân này. Một. Chết luôn nhá. Lại khựa tiếp anh em ạ. Khựa nó chơi cái bản. Cái chế độ này nhiều lắm. Chạy sang bên cháu đây này. Ô, nhảy ra ngoài luôn à. Không biết là có chạy lên hay không này. Ui rồi ôi. Vậy là còn con xe tăng bên dưới thôi anh em ạ. Mình nghĩ cũng là đồng đội của thằng vừa rồi đấy. Nên đường không? Nên đường không? Vỡ mồm! Vỡ mồm! Ui! Bị cái lá chắn nó đánh văng cái viên đạn ra kìa. Rồi, giờ thì chỉ còn nước bỏ của chạy đến người thôi anh em ạ. À, mang cả của chạy luôn. Chắc chạy đi hồi sinh. Hình như nó chạy đi hồi sinh thật thì sao ấy. Nó đang hướng lên cái chỗ hồi sinh ở Pochinki này. À, thôi kệ đi. Xem có 4 nòng hay không. Rồi, 4 nòng đấy nha anh em ơi. Đấy. Chuyển sang chế độ auto hay là chế độ bắn đơn ấy thì mọi người ấn một chỗ single ấy kìa. Đấy, cứ như súng bình thường thôi mà. Ở đây thì thi thoảng có một số anh em không biết là mình nhặt đạn của ốp và đạn của AML làm gì thì để mình giấu nhá, để mình ra chỗ khác mình giấu đi để cho địch có đỡ nhặt được. Con xe tăng này chắc là lúc đấy ở đây có thêm xác của xe tăng nữa kìa. Rồi, hình như là bị đổ một thằng rồi đấy anh em ạ. Xuống gạt đi xem nào. Bên kia đang còn khói kìa. Bò, đang bò, đang bò, đang bò. Đang bò. Hết phim. Vẫn là chỉ gạt. À, chắc là team này vừa mới bắn con xe tăng này mà. À, lên không ạ. Từ chân ngay bên dưới rồi. Rồi ôi. Mọi người trông như thế này thôi chứ còn để mà nói là một clip là một ngày clip hỏa lực thì nó còn khó hơn so với cả đi bắn danh bình thường anh em ạ. Là một. Nó vì sao? Nó là bởi vì địch nó chỉ cần bắn đúng một viên thôi là có thể để mình chết luôn. Kia là nó ví dụ bắn sấy súng bình thường thì nó phải sấy tầm một lúc thì mình mới chết. Còn đây ăn đúng một viên có khi đi luôn anh em ạ. Rồi, vậy là clear được team này rồi anh em ơi. Đi ví dụ mà đi danh thì đi solo squad còn 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 dễ hơn so với cả đi trà trộn. Trà trộn nó phải còn chọn lọc ra clip nào trà trộn nó hay cơ thì mình mới đăng cho mọi người xem. Ui giời ơi anh ơi, bình tĩnh thôi. Thì nó bắn chỗ phía tảng đá xong rồi. Đâu rồi này? À, lại Việt Nam này. Hello bạn, tớ ở trên này mà. Bạn nhìn thấy đâu đây?
Bốn lồng bắn sướng lắm. Mình không biết là chỗ nào đang bắn mình này. Không thấy hướng. Viên thứ hai rồi. Ở đằng sau thì cũng không có. Để mình thử quay lại cái chỗ phía trường học. Đúng rồi, hình như đạn nó từ phía trường học hay là bên đó dốc nó quả ấy. Nào nhỉ? À, thế rồi, thì hướng rồi. Hướng bên này anh em ơi. À, ok luôn bạn ơi. Quả này bạn chết đi đó. Nát người luôn, chết luôn này. Có một team nó đang dùng cái súng máy trên con xe đang bắn mình này. Tôi xuống cái đạn ra xong rồi mình sẽ ra chơi đó. Rồi ra chơi luôn này. Mình vẫn không hiểu tại sao con xe này vẫn đang ở đây. Không hiểu đang đây làm gì. Hay là hết xăng. Hết phi. Chết luôn cả hai ông kìa. Tưởng như nào cơ. Để thêm con xe tăng nữa này. Có một cái ba ở trên cái xe tăng này cũng bắn cũng khá là ok ấy, nếu mà bắn trúng ấy bắn cũng khá là rát đấy anh em ạ. Cái độ bền của xe, cái độ bền của phía bị bắn là cũng sẽ tụt nhanh đấy anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào, ra đây làm quả solo trên trực thăng luôn này. Để ra mình mà có người lái cơ, bắn nó sẽ ok hơn anh em ạ. À thôi không sao. Lên đường. Hai ông. Bye bye. Chưa hết đâu. Ôi, 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 xe đang tới rồi, nằm ở mình này. Ui rồi. Team này có ít nhất tầm 3 thằng. Một thằng lái và hai thằng bắn. Bên nào bắn mình đấy nhờ. Thôi bắn cho lành. Phí quá, cả nhà cả cửa có mỗi con trực thăng kìa. Rồi. Để mình ra mình gạt đã, hình như chưa gạt con này. Lên đường. Lên đường đi các bạn ơi. Cho thêm viên nữa này. Rồi, tầm này thì hết cứu nha. Bo bé rồi. Phán phán phán. Đấy, bọn kiểu đang táp mình nhỉ. Ai à, đợi tí, đợi tí. Xe chạy hình như hai team. Một team đang hướng lên chạy cái chỗ bọn vừa rồi táp mình như sao ấy anh em ạ. Bye bye. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Ui rồi ôi, tại sao lại không ấy nhỉ? Kia tầm này mình nghĩ là đang ở rìa bo. Đây, có quà tặng các bạn đây. Đây rồi, đây rồi. May quá vẫn kiếm được một thằng team Việt Nam anh em ạ. Cho thêm nhá, mình còn tận hai cái UAV nữa cơ mà, thoải mái đi. Thoải mái đi. Thoải mái đi. Ui rồi ơi. Hết luôn. Đấy, chơi người ta phải dùng EQ. EQ như thế anh em ạ. Các bạn là khẩu này uy được quá. Rồi, mình đã quay trở lại đây anh em ơi. Chỗ này thì vẫn là trường học bởi vì đường bay nó bay ngang qua mà. Kể ra nó ngang qua khu vực nào mà có xe tăng cơ thì mình sẽ nhảy xuống. Trời ơi, không có móng nào ư? Ở bên này chúng nó đang bắn nhau có vẻ inh ngòi đấy. Mình sẽ ưu tiên bên này trước. Đây rồi. Không thấy chắc mải bắn nhau thì không nghe thấy mình chạy lên. Nghe rồi. Phía sân thượng nhà này. Tàu thế. Chết luôn. Bye bye luôn. Còn chúng ta. Thằng này vừa bắn thằng nào ấy. Đây, con boss này. Hết phim. Bên này mình sẽ
Cái lúc nhảy dù xuống thì mình thấy có một team nhảy phía này. Sửa xong bọn đu dốc thì mình quay về đây sửa bọn này. Ê, cái giặc bốn lòng thì một phát đổ luôn rồi. Ê, chảy. Nhảy nhanh thế bạn. Ôi rồi. Ra xem còn thằng nào bên này không? Keo. Okay. À thế con này. Đấy. Mình là mình không có bắn trúng nhưng mà mình bắn theo kiểu cái súng nó lan hỏa lực mà. Hỏa lực nó lan rộng ra ấy. Ấy, chết ngay. Một pha cẩu. Quá là chuẩn bài anh em ạ. Mình nghĩ là mình là một thằng gọi là YouTuber duy nhất ở trong Việt Nam mà làm kiểu như là quá nhiều trận trong một clip. Ví dụ như là Levik chẳng hạn thì tầm mà có đợt mà căng nhất của tầm 6 trận trong một clip anh em ạ. Quá dã man luôn. Hỏa lực thì cũng phải tầm 2 hay 3 trận gì đấy. Mày này mà chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? Hồi xưa mình nhớ là có cái đợt nào ấy, mình làm 4 trận hỏa lực trong một clip anh em ạ. Đợt đấy là có còn ông Ngọc KV. Ông lái trực thăng để cho mình chỉ việc bắn thôi. Bây giờ ông nghỉ rồi. Thế là cứ phải tiếp tục. Bình thường đang bắn nhau anh em ạ. Giờ mình sẽ gọi UAV bắn thẳng vào cái chỗ mấy cái hòm nó vừa hiện ra. Kiểu gì tầm này nó cũng ở trên đấy nó ăn mấy cái hòm ấy mà. Đấy, nổ cả trực thăng rồi này. Bốc hai thằng rồi anh em ạ. Gạt một. Gạt hai chưa ta? Mình không để ý kêu cho nó. Bên này có à? Đây rồi. Mày này. Ui dồi ôi, một viên nữa thôi là nổ. Phí quá. Má ơi. Trời ơi, trên UAV chỉ còn đúng một viên nữa thôi là mình sẽ bắn đổ được con sinh trực thăng đấy. Làm bằng nhau kìa. Này. Có một thằng đang bên ngoài rìa này. Cứ trực tiếp trực xịt luôn. Tại sao lại bị trượt? Đúp 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 phản phắn. Trong này chắc cũng đông lắm anh em ạ. Có một thằng mới đang chạy ra này. Này là tiếng xoa xoa thì ô bắn đất này. Ấy. À để chạy ra cứu à. Từ từ xe tăng đang tới. Phán phán. Cút ngay cút ngay cút ngay cút ngay. Không xe tăng nó bắn nát người bây giờ. Chạy rồi chạy rồi. Một viên thôi này. Kiểu gì thằng này chắc cũng bỏ của chạy rồi. Ui giời ơi, xịt rồi. Phía trên đồi cũng đang có tiếng súng viên. Hai viên rồi anh em ơi. Ui giời, bị bắn ra kìa. Xa như này chắc phải tầm dùng rocket tầm nhật bắn luôn đấy, làm bắn phát là bắn đi luôn. Ui dồi, chết rồi, bắn đúng một chỗ là con xe tăng nó sẽ kè được mình, nó sẽ bắn mình anh em ạ. Nhưng mà con xe tăng này bắn có vẻ là hơi ngu ngu rồi, bắn từ nãy đến giờ không trúng phát nào. Rồi kệ đi, xa rồi, chắc thằng kia nó cũng không dám động gì đâu. Thấy này. Ui trời ơi, thế mà không chết á. Nó chạy vào, chạy vào. Này đi chạy vào này. Gạt luôn. Đang nhiều đạn, cứ spam ra mấy góc đấy đi. Xịt rồi. Mày chết, ui trời ơi. Đốc thêm này. Vai. Và chuyển sang cái bọn ở trung tâm giáo dục thường xuyên kia thì mình về đây anh em ạ. Bo rất là bé rồi. Có team nó bắn nhau phía trước inh ỏi. Thôi mình cứ dùng đạo cụ này làm một màn red zone tặng các bạn ý. Cho các bạn ý trầm trồ.
Có trực thăng này. Phá luôn. Rồi, gạt một. Bọn nó đang núp ở bên ngoài này. Ui giời ơi, tớ xin nhá. Hết. Được một phát 4 kill anh em ạ. Ngon. Từ từ, hình như mình vừa mới thấy một thằng nó chạy phía bên đồi sao ấy. Áp sát gần đã, trong này vẫn chưa hết đâu. Đấy, có thằng nào đang ngắm mình rồi này. À, mình biết rồi, có thằng quạ UAV. Trời ơi. Các bạn phía đạn UAV quá. Ui, chết rồi. Thằng này nó có bộ thiết giáp, thành ra là bắn nó lâu chết anh em ạ. Đào lên đi. Điều kiện có luôn. Hình như nó đang bơm máu dưới nhà anh em ạ. Mày này. Ai dồi ôi, đau quá, tụi em xin lỗi. À, nó cũng nhảy xuống rồi sao ấy. Mày này. Thái độ. Đang đuổi mình này. Ui dồi ôi, đi vào à. Lên rồi anh em ạ, lên rồi. Đang bơm máu. Mày bơm máu này mà chạy đâu cho thoát. Xong kiếm này, hai thằng nó đều mặc bộ thiết giáp ạ. Còn cái thằng kia nữa, lại đang bắn lén mình. Đây này. Đang chạy gò này. Vai trưởng. Nó dính người rồi mà không chết. Vai. Hình như nó cũng mặc bộ thiết giáp. Mình bắn trúng rồi nhưng mà đó, một viên nó không chết được anh em ạ. Tại vì nó mặc bộ thiết giáp mà. Phải hai viên nó mới chết. Bắn một viên yếu rồi xong rồi chết bò. Ý, nó mới đen, là đều. Ui giời ơi, tại sao lại còn có mỗi hai thằng thế kia. Thôi các anh ơi, em xin lỗi. Ui người ơi. Mình phải dừng đây, mình hơi ngu rồi anh em ạ. Hơi ngu rồi, phải ném khói xong rồi bắn mới được. Bọn kia nó chỉ bắn gần ở tảng đá này thôi, mình sẽ bị dính đao. Đấy. Thôi. Dừng ở đây được rồi anh em ạ. UAV. Tầm này mà các bạn không bắn UAV của mình thì các bạn chỉ có chết thôi. Lát người thôi. Được rồi, được rồi. Tiếp thả bên này nữa này. Úi trời ơi, tưởng các bạn thế nào. Chuyện nhỏ anh em ạ. Rồi, anh em xem clip này hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Mua hàng thì qua shop của mình là tolisama.vn nhá, số bán hàng chính chủ của mình. Cứ đến shop tolisama.vn là sẽ thấy một cái phần gọi là chat với cả admin ấy, cứ ấn vào đấy là có thể liên hệ được với mình nhá. tolisama.vn. Mình đang có nhu cầu mua sắt ngựa băng mũ đinh. Đấy, có thêm M4 băng thì càng tốt. Đấy, anh em mà có nhu cầu bán thì inbox cho mình nhá.